các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phẩm thứ nhất, thần thông trên cung trời Đao Lợi. Đây là phẩm mở đầu của kinh Địa Tạng. Đao Lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Tam Thập Tam, tức là chỉ cõi trời 33. Như thế, có phải trời Đao Lợi nằm ở tầng thứ 33 không? Không phải. Tuy gọi là cõi trời 33, nhưng đó không phải do đếm từ dưới lên trên theo thứ tự, như tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ hai, rồi đến tầng trời thứ ba, vân vân, cho tới tầng trời thứ 33. Vậy thì như thế nào? Cõi trời 33 này vốn nằm chính giữa, và ở bốn phía đông tây nam bắc của cõi trời này thì mỗi phía lại có 8 cõi trời. Do đó, tổng cộng có 32 cõi trời phân bố chung quanh cõi trời 33. Thiên chủ của cõi trời 33 là Đế Thích. Trong kinh A Di Đà có nói đến Thích Đề Hoàng Nhân, tức là vị Đế Thích này vậy. Ngoài ra, trong chú Lăng Nghiêm có câu: Nam mô Nhân Đà La Gia, thì Nhân Đà La Gia cũng chính là Thiên Chủ Đế Thích. Ở cõi trời thì Đế Thích là một vị Thiên Chủ, còn trong Phật giáo thì Ngài là một vị Hộ Pháp. Ngài chẳng những không được làm chủ, mà ngay cả tòa sen để ngồi cũng không có nữa. Ngài chỉ đứng ở ngưỡng cửa mà thôi. Thiên Chủ Đế Thích cũng chính là Đấng Thượng Đế Vạn Năng mà người đời thường xưng tụng. Đúng vậy, Đế Thích quả là một Đấng Vạn Năng. Ngài cai quản tất cả mọi việc ở cõi trời cũng như ở cõi người. Tuy nhiên, giữa Ngài và người thế gian chúng ta chẳng có gì khác biệt lắm. Vì sao? Vì Ngài vẫn còn tâm dâm dục và vẫn cần ăn uống, ngủ nghỉ. Có khác chăng là ba thứ dục vọng ấy ở Ngài thì nhẹ và tinh tế, chứ không nặng nề và thô thiển như ở phàm phu chúng ta. Người thế gian chúng ta chỉ không ăn không uống vài bữa là chịu không nổi, vài ngày không dâm dục là cảm thấy khó chịu, vài hôm không ngủ nghỉ là thấy uể oải bạc nhược. Còn trời Đế Thích thì 100 ngày không ăn cũng được, thậm chí 200 ngày, 300 ngày hoặc một năm mới ăn một lần cũng chẳng sao. Suốt năm không ngủ cũng vẫn tỉnh táo như thường, và quanh năm không dâm dục cũng chẳng lấy làm phiền. Tuy nhiên, Ngài vẫn chưa đoạn trừ được dục vọng. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi là 1.000 năm. 100 năm của cõi nhân gian chúng ta chỉ là một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi. Vậy quý vị thử tính xem, so với người thế gian chúng ta thì thọ mạng của chư thiên là lâu hơn được bao nhiêu năm? Cõi trời Đao Lợi trọng 8 vạn cho tuần. Tất cả tường vách của thành trì nơi đây đều được làm bằng 7 thứ báu. Thành trì của Thiên Chủ Đao Lợi Thiên là Thiện Kiến Thành, rộng 6 vạn cho tuần. Và tất cả cung điện đều được xây bằng những vật liệu quý báu nhất. Vì thế, khi Thiên Chủ Đế Thích được sanh về đó rồi, thì chỉ muốn ở lại làm Chúa Trời, chứ không muốn chọn nhà đi nơi khác. Mọi thứ xung quanh Đế Thích toàn làm bằng châu báu, ngay cả nhà cửa phòng ốc cũng được kiến tạo bằng những vật liệu vô cùng quý giá. Vì được sống ở một nơi đẹp đẽ với những cung điện tráng lệ như thế, nên Đế Thích khó thể dứt bỏ dục tâm. Ngài lấy làm thỏa mãn, an nhiên thụ hưởng phước trời, và cho rằng đó là nơi vui sướng nhất. Chẳng những thế, Ngài còn kêu gọi tất cả chúng sanh hãy sanh về thiên quốc, thế giới của Ngài. Đối với Ngài, cõi trời Đao Lợi là một thế giới đầy vui thú. Do đó, ai thích thì cứ đến ở, Ngài sẵn lòng hoan nghênh tất cả. Ngài cho rằng Ngài rất khẳng khái, rộng lượng, vì lúc nào cũng hoan hỷ nghênh đón mọi người đến ở và cùng an hưởng phước lạc của cõi trời với Ngài. Nhưng Ngài không biết rằng
sở dĩ bản thân mình chưa thoát khỏi dòng sanh tử là bởi mình còn tham đắm dục lạc. Vì sao Ngài được làm Thiên Chủ? Có phải là trước tiên thì làm Địa Chủ, tức Chúa Đất, rồi sau đó được thăng chức làm Thiên Chủ, Chúa Trời? Ở Quảng Châu, Trung Hoa, hầu như nhà nào cũng có thờ Địa Chủ. Hay là phải từ địa vị Địa Chủ rồi lên Nhân Chủ, tức Chúa Nhân Gian, sau đó mới từ Nhân Chủ mà thăng lên làm Thiên Chủ? Không phải, thế thì nhờ đâu mà Ngài được làm Thiên Chủ? Vào thời Phật Ca Diếp, vị Chúa Trời Đế Thích này là một người con gái từng phát tâm xây cất ngôi tháp thờ Phật Ca Diếp. Do nhân duyên gì mà cô phát tâm như thế? Thuở ấy, nhân thấy một ngôi miếu cổ nát, và trong miếu có pho tượng Phật đã bị mưa gió làm loang lổ lớp vàng thếp trên mặt. Cô cảm thấy rất đau lòng. Chao ôi, tượng Phật này đã bị nhện chăn bụi bám, bây giờ lại còn phải chịu cảnh gió táp mưa sa. Tôi thật không đành lòng. Thế là cô ta phát tâm sửa sang ngôi cổ miếu ấy lại cho trang nghiêm. Tuy nhiên, vì không có tiền, cô ta bèn tìm đến bạn bè và những người thân thuộc, nói với họ rằng: "Tôi muốn xây dựng lại ngôi cổ miếu nọ, nhưng không có tiền. Chẳng hay quý vị có thể giúp tôi một tay không? Quý vị ai có người thân thì kêu gọi người thân, ai có bạn bè thì kêu gọi bạn bè. Chúng ta hãy hợp lực để làm một việc từ thiện, cùng trùng tu ngôi cổ miếu này." Bạn bè và bà con quyến thuộc của cô gái này đều hăng hái hưởng ứng. "Được, tất cả chúng ta hãy hợp tác để trùng tu ngôi cổ miếu." Cô ta tìm được 32 người có cùng một tâm nguyện với mình, và có lẽ tất cả đều là nữ giới. Điều này không thể kiểm chứng qua lịch sử, cũng chẳng thể tra cứu ở đâu được. Cho dù có phái nam tham gia thì con số cũng rất ít. Tại vì sao? Vì nam giới thường tự cho mình là tài giỏi, không thích việc xây chùa dựng tháp, lại còn bảo rằng họ nhường công việc đó cho phái nữ. Sau khi cô gái khởi xướng và 32 người nữ ấy hoàn tất việc trùng tu ngôi cổ miếu, họ còn cùng nhau cất thêm một bảo tháp nữa. Họ cứ kẻ góp công, người góp của, ai nấy đều tùy theo khả năng của mình mà góp phần. Nhờ đó, việc xây dựng ngôi bảo tháp cũng được thành tựu viên mãn. Đến khi thọ mạng của 33 người này đã hết, tất cả đều được sanh lên cõi trời. Lên trời thì mỗi người một cõi, cho nên 33 người thì có 33 cõi trời. Vị Thiên Chủ của cõi trời trung ương 33, tức Đao Lợi Thiên, là Đế Thích, tức là cô gái khởi xướng việc trùng tu ngôi cổ miếu thuở trước. Đó là sự tích của cung trời Đao Lợi. Ha ha ha,